Các bạn biết đây cái gì không? Đây là cái quần lót của vợ, mình đã mua cho vợ đấy các bạn ạ. Mới mua đấy các bạn này. Mới dùng được mấy ngày các bạn. Nhìn còn đẹp lắm. Đây là quần lót chú Đúc công viên nhé các bạn. Không đường chỉ này, không đường may này. Nó chỉ đính ở đầu phía trên này, phía dưới này, điểm đầu và điểm cuối không ạ? Đấy, chiếc đúng quần này. Với chất vải cốt tông này các bạn ạ. Mình sẽ lật mặt ngoài cho các bạn xem, mặt sau ạ. Chất lượng mặt ngoài cho các bạn xem nhé. Đấy, đây là mặt ngoài này, nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Đây là nước các bạn, không phải chất nhầy đâu. Mình rửa tay nên nói như vậy các bạn.